Trải qua những ngày tháng try hard gian nan, cảm xúc lẫn lộn, vui buồn đều có. Cuối cùng, chúng ta cũng tìm ra 32 tuyển thủ xuất sắc nhất, đại diện cho từng khu vực đến với chung kết thế giới. Cùng Cà phê Nhân phẩm nhìn lại cơ chế tham gia chung kết thế giới mới, cũng như hành trình của từng giải đấu để tìm ra các đại diện xuất sắc nhất nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất từ Cà phê Nhân phẩm. Kết thúc mùa 10 với chức vô địch cho tuyển thủ Milala, Riot đã hé lộ thông tin giải đấu mùa 11. Lúc này, đang có rất nhiều giải cho 9 khu vực trên toàn thế giới, mỗi khu vực đều có thể thức riêng, khiến khán giả rất khó nắm bắt. Do đó, để đơn giản hóa, Riot quyết định gộp tất cả thành 4 khu vực lớn. Đầu tiên là EMEA, khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Thứ hai là châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APAC. Thứ ba là châu Mỹ, với Bắc Mỹ, Mỹ Latin và Brazil. Cuối cùng, Trung Quốc được coi là khu vực thứ tư khi lượng người chơi là rất lớn cùng quy mô giải cực kỳ hoành tráng và mang đến toàn các anh tài xuất chúng. Mỗi khu vực sẽ thi đấu theo thể thức riêng để tìm ra 8 đại diện xuất sắc đến chung kết thế giới. Và từ mùa 11, điểm Qualifier Point hay còn gọi là điểm tích lũy cũng xuất hiện. Điểm này thể hiện phong độ cá nhân xuyên suốt mùa giải. Các tuyển thủ có điểm tích lũy xuất sắc nhất tại từng khu vực sẽ được đi thẳng đến chung kết thế giới luôn. Việt Nam cũng có một slot, tí nữa đến với từng khu vực bọn mình sẽ nói kỹ hơn. Ngoài ra, từ mùa 11, nhà vô địch thế giới sẽ lấy luôn một slot cho khu vực của mình. Chẳng hạn, nếu thể thức áp dụng từ mùa 10, thì Milala sẽ lấy một slot cho Bắc Mỹ và các tuyển thủ trong khu vực sẽ phải cạnh tranh 7 slot còn lại. Một đặc quyền quá ngon cho nhà vô địch của chúng ta. Tiếc là mùa sau nó mới áp dụng cơ, chứ mùa này thì đánh cất poster Milala vào góc thôi. Đến với chung kết thế giới, 32 tuyển thủ sẽ chia làm 4 lobby, thi đấu trong 2 ngày, mỗi ngày 6 game. Ngoài ra, sau mỗi 2 game thì sẽ xào lobby một lần. Sau 2 ngày, sẽ lấy 8 cái tên xuất sắc nhất tiến tới chung kết với thể thức checkmate 20 điểm. Các tuyển thủ sẽ thi đấu đạt tới 20 điểm, sau đấy chỉ cần top 1 để lên ngôi vô địch. Thể thức cực kỳ quen thuộc với những ai yêu thích đấu chân lý đã theo dõi chung kết thế giới xuyên suốt các mùa. Vậy, 32 tuyển thủ nào từ 4 khu vực sẽ góp mặt tại giải đấu TFT lớn nhất này? Cùng Cà phê Nhân phẩm tìm hiểu ngay nhé! Đầu tiên, ta đến với sân nhà APAC. 4 slot đầu tiên đi chung kết thế giới sẽ lấy top 1 điểm tích lũy từ 4 khu vực trong APAC, gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông. Và cuối cùng là APAC nhỏ, gồm Thái Lan, Philippines, Châu Đại Dương, Singapore, Nhật Bản. Điểm Qualifier Point tại APAC được tích lũy qua 4 vòng, gồm Cúp Chiến Thuật 1, 2, 3 và cuối cùng là Đại Chiến Sẻng Vàng. Kết thúc Cúp Chiến Thuật 3, MOGG từ Hồng Kông, Đài Loan và Asta từ Việt Nam là hai cái tên đầu tiên có vé đến chung kết thế giới, bất chấp kết quả sẻng vàng có thế nào, bởi hai tuyển thủ này đã quá ao trình về điểm tích lũy rồi. Hai tuyển thủ cuối cùng đến với chung kết thế giới qua điểm tích lũy là Kadey từ APAC nhỏ, cụ thể là Úc, và Dr. O nhờ thành tích cán đích vị trí thứ 10 và 12 tại Đại Chiến Sẻng Vàng. 4 slot cuối là top 3 Đại Chiến Sẻng Vàng, và slot thứ 4 dành cho vị trí có thứ hạng tốt nhất xuyên suốt giải. Để giải thích cho slot thứ 4, thế anh em chỉ cần hiểu là sau khi tìm ra top 3 chung cuộc, slot thứ 4 sẽ thuộc về người chơi có tổng điểm 3 ngày cao nhất. Đến với Đại Chiến Sẻng Vàng, 2 ngày thi đấu đầu tiên, hai tuyển thủ Singapore là Steppy và BBTY ngạo nghễ đứng top 1, top 2 trên bảng xếp hạng. Ở chung kết, Steppy vẫn giữ phong độ quá tốt khi 5 trận đầu đều lọt top, riêng trận cuối anh out top nhưng không quá sâu. Quá nhiều kinh nghiệm quốc tế, Steppy thi đấu chắc chắn và lên ngôi vô địch. Với khu vực Hàn Quốc, có thể nói đây là một thất bại của xứ Kim Chi khi đem đến giải tận 13 tuyển thủ, đông đảo nhất so với các khu vực khác. Nhưng chỉ có Binteum từ T1 xuất sắc tiến tới chung kết và giành luôn ngôi Á quân trong một ngày quá bay với 3 trên 6 trận top 1. Tại Đài Loan, Hồng Kông, cây đại thụ Jalatte cùng Haruru cũng xuất sắc đến với ngày thi đấu cuối cùng. Theo dõi hành trình của Jalatte, anh luôn cực kỳ bình tĩnh, dù đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn bùng hết sức để đạt top cao và giành quyền đi tiếp. Dù lối chơi không cống hiến viewer cho lắm, nhưng với việc thi đấu quá cẩn thận, Jalatte đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3. Việt Nam có 4 đại diện và Midfit cùng IBI thành công tiến tới chung kết để tranh slot đi chung kết thế giới. Dù vậy, trong một ngày nhân phẩm không ủng hộ, Midfit dừng ở top 7, còn IBI vẫn đủ sức cạnh tranh slot cuối. Hai ngày vòng bảng, BBTY đánh quá bay và chiếm trệ top 1.
Cơ mà có lẽ vì non kinh nghiệm và chưa tìm hiểu rõ về slot thứ tư, thay vì chọn các bài an toàn vào top, anh lại mạo hiểm dùng các bài hướng top 1, top 2 và số kết thúc 2 game cuối với top 7, top 8. Ở game thứ 6, khi mà BBTY ăn còng, chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa EBI và Tidal khi hai tuyển thủ này đều đang top 4. Dù đã nỗ lực hết sức với Kale sử gia, nhưng Tidal lại quá xuất sắc với bài Ash cảnh vệ vượt mặt EBI và giật luôn tấm vé cuối cùng đến chung kết thế giới. Không chỉ bằng nỗ lực, đây cũng là may mắn của Tidal khi đáng ra anh còn không có suất đến đại chiến xẻng vàng. Ban đầu, nó thuộc về tuyển thủ Summer Chamber với vị trí top 1 ladder snapshot Nhật Bản. Nhưng anh đã rút lui và Tidal, người top 2, được trao cơ hội. Thời cơ đã điểm, nhà vua mùa 9 đã trở lại mạnh mẽ, tiến tới chung kết thế giới. 8 cái tên đại diện cho APAC gồm Asta từ Việt Nam, Dr. O và Bin Tiung từ Hàn Quốc, MOGG và Jalatte từ Đài Loan, Kadei từ Úc, Steppy từ Singapore và Tidal từ Nhật Bản. Tạm biệt châu Á, tạm biệt Thái Bình Dương, chúng ta chu du nửa bán cầu đến châu Mỹ. Thể thức ở đây có hơi khác một chút. Nếu APAC từng khu vực tự tạo vòng loại thi đấu với nhau để tìm kiếm đại diện đến vòng cúp chiến thuật, thì bên châu Mỹ, tất cả các khu vực gộp lại hết và thi đấu server riêng. Vòng loại với sự tham gia cực kỳ đông đảo của 512 tuyển thủ, số lượng lớn chưa từng có. Kể cả Việt Nam, số lượng tuyển thủ tham gia cũng đến 376 mà thôi. Top 58 tuyển thủ sẽ cùng các tuyển thủ đến từ Ladder Snapshot thi đấu vòng cúp chiến thuật. 3 slot đầu tiên đến chung kết thế giới lấy top 1 điểm tích lũy cao nhất mỗi khu vực, gồm Bắc Mỹ, Brazil và Mỹ Latin. Cuộc chiến của các tuyển thủ bên châu Mỹ khá cân sức khi đến hết vòng xẻng vàng ngày 2 mới xác định được 3 người có mặt tại chung kết thế giới. Đến từ Bắc Mỹ là Miss Mad Sox, người bố vĩ đại bồng con chơi game, một cây cổ thụ TFT. Với việc 3 lần liên tiếp có mặt tại vòng cuối cúp chiến thuật, còn đến được chung kết xẻng vàng, Sox cho thấy mình quá lão luyện và cũng là một trong các ứng viên vô địch thế giới mùa này. Ngày 2, game thứ 12, trong khi Sox 53 điểm, anh phải cạnh tranh với Setsuko đang 57 điểm, hơn mình tới 4 điểm. Sox chốt Nico Hoa rơi, ung dung lên 9, quầy Setsuko dừng ở top 5, còn mình tự tay đá top 1, lật kèo cảm xúc, khiến Setsuko dừng ở top 9 bằng xếp hạng. Làm ngày hôm đấy, Setsuko phải chửi thề rất nhiều. Hai khu vực Brazil và Mỹ Latin có sự xuất hiện từ hai tuyển thủ, Babzera cùng Michael. Babzera cũng giống Sox, đã 3 lần liên tiếp có mặt tại vòng cuối cúp chiến thuật. Dù dừng khá sớm ở giải xẻng vàng, nhưng chừng đấy là đủ để anh có điểm tích lũy cao nhất khu vực Brazil tiến tới chung kết thế giới. Michael cũng xuất sắc với 2 trên 3 lần có mặt tại vòng cuối cúp chiến thuật và lọt chung kết xẻng vàng cùng Sox. Với điểm tích lũy đứng đầu Mỹ Latin, Michael giành suất đi chung kết thế giới. Khác với xẻng vàng APAC, vòng chung kết xẻng vàng châu Mỹ lấy tới 4 người cao điểm nhất cùng người có thứ hạng tốt nhất xuyên suốt cả giải. Tuy nhiên, điều này khá gây tranh cãi khi Sox và Michael đã có slot đi chung kết thế giới qua điểm tích lũy sau khi kết thúc ngày 2. Và các slot sẽ được đẩy xuống cho những người ở dưới. Chung quy là khi vào chung kết, các tuyển thủ chỉ cạnh tranh nhau về tiền thưởng là chính. Ngoài Sox và Michael thì ông nào không top 8 là chắc chắn đi chung kết thế giới. Trong khi ở APAC, Pet đấu trường chân lý đã lấy ví dụ về trường hợp có thể đi chung kết thế giới của EBI. Trường hợp thứ 3 là Asta đạt top 3 hoặc vị trí trung bình cao nhất đến chung kết thế giới qua giải xẻng vàng. EBI đạt điểm tích lũy top 1 sau Asta là anh chàng này vẫn có thể đến chung kết thế giới. Như trên bảng xếp hạng, Jordi là cái tên kém may mắn, còn lại từ trên xuống, lần lượt Gri, Lucas, Pocky, Dissop, Wazian đều có slot đi chung kết thế giới. Như anh em thấy, Wazian chả phải làm gì, làm 4 cái còng liên tiếp mà vẫn có slot. Nó mang tính kém cạnh tranh cho giải và làm ngày cuối bớt hấp dẫn hơn. Dù vậy, theo nhận định từ các chuyên gia, khu vực châu Mỹ đang tung ra đội hình mạnh nhất từ trước tới giờ. Cùng xem họ sẽ trình diễn thế nào tại chung kết thế giới nhé! Đến với EMEA, giống châu Mỹ, khu vực này cũng gộp lại từ rất nhiều quốc gia châu Âu, nên số lượng tuyển thủ ở vòng loại lên tới 512 người. Điểm khác là ở vòng loại, họ chỉ lấy 32 người xuất sắc nhất. Còn lại có tận 35 slot từ giải cộng đồng và 61 slot từ Ladder Snapshot tiến tới giải đấu mang tên Rising Legends Golden Spatula Cup. Giải này cũng tương tự cúp chiến thuật, sẽ có 3 vòng. Điều đặc biệt là nhà vô địch của 3 giải này sẽ trực tiếp đến với vòng cuối mang tên Finals. Trước đấy có một giải mang tên Cactus Land và nhà vô địch giải này cũng được đến thẳng Final luôn. Về tuyển chọn đi chung kết thế giới, EMEA khá fair play khi để top 3 điểm tích lũy đến thẳng chung kết thế giới luôn, chứ không chia theo khu vực nào cả. 3 slot này thuộc về West Chandler, Azru và Solo Gersang. Vòng Final diễn ra
với sự ao trình nhẹ từ các tuyển thủ người Pháp khi có tới 5 trên 8 cái tên góp mặt. Dù giành được tới 4 slot đi chung kết thế giới, nhưng mấy chàng người Pháp lại tuốt mất chức vô địch vào tay Kubisin, một tuyển thủ Ba Lan. Trong số các tuyển thủ tham dự chung kết thế giới, chúng ta phải để ý tới cái tên Double 61 khi anh là nhà vô địch mùa 3. Với lần trở lại chung kết thế giới lần thứ tư, Double 61 đã san bằng thành tích với Huân Mê. Dù vậy, khác với APAC và châu Mỹ, EMEA đã có kinh nghiệm tổ chức giải từ trước với cái tên Rising Legends, do đó có khá ít lùng xùm ở đây vì thể thức không mấy thay đổi so với các năm trước. Cuối cùng là Trung Quốc, được coi là nơi tổ chức giải hoành tráng nhất, có sân khấu, có bình luận viên, phân tích viên, MC chuyên nghiệp, tuyển thủ thì thoải mái thi đấu và nghỉ ngơi trong môi trường tốt nhất. Phía Trung chia làm hai giải khác nhau, giải đấu trên PC gọi là TFT Open Championship hay TOC, giải trên mobile gọi là JCC Open Championship, viết tắt là JOC. Nhà vô địch và á quân của hai giải sẽ đi thẳng đến chung kết thế giới. Top 3 đến top 6 mỗi giải sẽ phải đánh với nhau thêm một vòng nữa để chọn ra top 4 đi chung kết thế giới. Đây cũng là khu vực duy nhất sử dụng thể thức checkmate 20 điểm, thể thức cực kỳ quen thuộc với chung kết thế giới. Trước tiên, đến với TOC, đã quá quen thuộc với anh em khi cà phê nhân phẩm đã làm quá nhiều về series này rồi. Và gần đây, rất nhiều streamer bắt đầu cắt giải. Để tiến tới chung kết thế giới, các tuyển thủ bắt buộc phải có mặt tại TOC Regional Finals, vòng chung kết khu vực. Có rất nhiều hình thức để đến đây, nhưng số lượng đông đảo nhất phải kể đến Super Server, máy chủ siêu cấp Trung Quốc, được mở ra cho các thách đấu ganh đua leo rank trong 7 ngày. Và rất nhiều tuyển thủ khu vực khác cũng đăng ký qua đây tập luyện để mài giũa kỹ năng. Top 1 và top 2 server sẽ được vào thẳng bán kết TOC. Còn top 3 đến 18 sẽ phải cạnh tranh slot qua một vòng nữa, mang tên Super Server Final. Tại đây, 16 tuyển thủ sẽ thi đấu để chọn ra 8 cái tên xuất sắc nhất đến TOC Regional Final. Ngoài ra, có một con đường nữa là TOC Last Chance Qualifier dành cho các tuyển thủ xếp Á quân, Quý quân ở các giải cộng đồng, cạnh tranh nốt 6 slot còn lại. Kết quả thì chắc hẳn anh em cũng biết rồi, A Hào xuất sắc giành ngôi vô địch với Sena Mặc Ảnh, còn Thiên Long là Á quân. Đây là hai đại diện mạnh nhất TOC đến thẳng chung kết thế giới. Đến với giải mobile, đây là nền tảng khá phát triển tại thị trường Trung Quốc. Phần mềm tách biệt so với thế giới, cập nhật cũng khác. Có các loại linh thú chibi cực cute mà chỉ TFT Mobile Trung sở hữu, còn PC thì không. JOC được Riot công nhận và ban cho slot đến chung kết thế giới bắt đầu từ JOC 3, tức là đấu chân chân lý mùa 9. Đến nay đã là mùa thứ 5 của JOC rồi. Cũng giống PC, để đến được chung kết thế giới thì phải có mặt tại Regional Final. Huân Mê hay Hồng Liên sau khi tạch giải PC thì quay xe tham gia luôn cả JOC để kiếm vé chung kết thế giới. Dù cũng tạch nốt, nhưng hai ông đã có khoảng thời gian vui vẻ khi ngồi làm caster từ JOC 5 đến JOC X cùng nhau. Ngoài ra, vì thời gian tổ chức giải PC và mobile là khác nhau nên rất nhiều tuyển thủ có thể tham gia cả hai. A Hao và Li Shao là hai cái tên tham gia cả giải PC lẫn mobile. Trong khi A Hao bị loại ngay từ vòng bảng thì Li Shao lại dễ dàng đạt Á quân, cũng thành công có slot đi chung kết thế giới. Nhà vô địch giải mobile là Chi Yuan, một nhân tố trẻ bí ẩn mới tham gia giải lần đầu. Sau khi kết thúc TOC X và JOC 5, top 3 đến top 6 mỗi giải sẽ đánh với nhau thêm 6 game nữa để chọn ra top 4 đi chung kết thế giới. 4 cái tên góp mặt tại chung kết thế giới gồm Ning Li, 60 Second, Li Tu Chuan và Flancy. Dù vắng bóng một số pháp sư Trung Hoa tay cực to như anh Tấn, anh Huấn, Tri Túc, nhưng năm nay, đội hình Trung Quốc đến với chung kết thế giới cũng mạnh không kém gì phía Bắc Mỹ nói riêng và châu Mỹ nói chung. Để xem các anh tấu năm nay tung hoành thế nào nhé! Và cuối cùng, drama luôn là chủ đề yêu thích khi anh em đều muốn hóng chờ. Ngoài drama từ chung kết giải vàng châu Mỹ như vừa đề cập ở trên, mới gần đây, một tuyển thủ APAC đã chia sẻ câu chuyện mang tên thất vọng với định dạng thi đấu APAC trên Reddit và đã được dịch lại tại group Cộng đồng Đấu trường chân lý Việt Nam bởi Nguyễn Mạnh Khang. Vì thông tin quá dài nên cà phê nhân phẩm xin tóm tắt một số ý chính. Còn nếu anh em nào quan tâm thì có thể gia nhập group để biết chi tiết nhé. Tại APAC, để đến với đại chiến giải vàng, gọi luôn là vòng khu vực APAC đi chung kết thế giới, con đường trực tiếp duy nhất đến vòng này là cúp chiến thuật 3, khi top 4 giải sẽ trực tiếp có vé. Với những người tham gia gián tiếp qua điểm tích lũy, qua ladder snapshot thì đây là điều tốt khi những điểm số đấy thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt cả mùa. Nhưng với những ai không đủ điều kiện tham gia theo hình thức gián tiếp đấy, thì họ chỉ có duy nhất mục tiêu là tập trung đạt top 4 cúp chiến thuật 3. Đơn giản vì cúp 1 và 2 không có slot vào thẳng đại chiến giải vàng, nên việc tham gia hai vòng cúp đầu chỉ để tích điểm và lấy tiền thưởng,
chứ hầu như không có ý nghĩa gì với những người không thể tham gia qua hình thức tích điểm. Do đó, hình thức này sẽ làm mất động lực thi đấu và không có lợi cho phát triển cộng đồng. Về suất tham dự chung kết thế giới, nếu theo góc nhìn một người Việt Nam, trước đây để đến chung kết thế giới thì các tuyển thủ Việt phải đạt tốp cực cao tại vòng loại SEA. Nhưng sang mùa 11, ta có thể thấy Việt Nam sẽ có một suất đi thẳng đến chung kết thế giới qua hình thức điểm tích lũy, khá là lợi. Nhưng nếu xét cả thì APAC của chúng ta lại bị cướp slot một cách trắng trợn. Con số không biết nói dối, anh em có thể so sánh hai suất chung kết thế giới mùa 10 và 11. Kết quả là APAC mất trắng 4 slot, châu Mỹ mất 2 slot, Trung Quốc tăng 2 slot và đặc biệt EMEA tăng tới 4 slot. Theo Riot, đây là sự phân chia công bằng, nhưng thay đổi này không phản ánh quy mô của cộng đồng người chơi. Tuyển thủ này còn đưa ra số liệu rõ ràng về lượng người chơi ở các khu vực chính trừ Trung Quốc. Nhìn vào những con số, ta thấy APAC có lượng người chơi gấp 3 lần cả hai khu vực còn lại, với máy chủ Việt và Hàn là hai máy chủ lớn nhất. Ngoài ra, có cả số liệu về điểm trung bình của từng khu vực đến chung kết thế giới, tổng hợp từ mùa đầu tới hết mùa 8.5. Nhìn vào những con số, khu vực EMEA và cả khu vực châu Mỹ nhỏ hơn có thành tích kém hơn, trong khi APAC kể cả những mùa tệ nhất thì vẫn giữ được khả năng cạnh tranh. Dù số liệu chưa thống kê mùa 9 và 10, nhưng với việc title từ Nhật Bản nói riêng và APAC nói chung đã lên ngôi vô địch mùa 9, thì cũng phần nào phản ánh được trình độ hai khu vực. Chưa kể khu vực C gồm Việt Nam đã bị thiệt thòi hơn khi đến tận mùa 8 mới có cơ hội đi chung kết thế giới, dù số lượng người chơi ở Việt Nam là cực cao. Do đó thật vô lý khi một khu vực có lượng người chơi gấp 3 lần các khu vực khác lại có cùng số suất tham dự, đặc biệt khi về mặt thống kê, APAC có thành tích tốt hơn EMEA. Hậu quả là trong khi các tuyển thủ tốt nhất từ APAC phải căng thẳng đấu đá nhau, thì EMEA lại cực vui khi tự dưng có 4 slot từ trên trời rơi xuống. Đây là hai ý chính mà các phiên nhân phẩm muốn mang đến cho anh em bàn luận. Anh em có thể để lại comment nhé. Và đó là tất tần tật thông tin về chung kết thế giới, những drama lùm xùm gần đây và hành trình đến với chung kết thế giới từ 4 khu vực và 32 tuyển thủ. Cùng xem họ có màn thể hiện như thế nào tại kỳ chung kết thế giới lần này nhé. Nếu thấy video hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chuông vào nút chuông để không bỏ lỡ các video từ các phiên nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.